Xuân Đông xin chào bà con. Nếu quý bà con đang muốn tìm một giống cây vừa dễ trồng, dễ chăm sóc, lại nâng cao giá trị kinh tế, thì hôm nay Xuân Đông xin giới thiệu quý bà con một giống cây là biểu tượng của sự chất lượng và sự tinh tế. Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ bề ngoài bắt mắt, mà còn về hương vị độc đáo mà nó mang lại. Thì hôm nay xin giới thiệu quý bà con giống cây xoài xanh Đài Loan. Cây giống xoài xanh Đài Loan có chiều cao từ 1m đến 1m2 và có thể cao từ 5m đến 10m khi trưởng thành. Với cành cây dài và phân nhánh rộng, cây thường có hình dáng vuông cao, tạo bóng mát và có khả năng chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Lá của cây xoài xanh Đài Loan có màu xanh đậm, dạng bầu dục và có các gân lá rõ ràng. Lá thường dài từ 15 đến 30 cm và rộng từ 5 đến 10 cm. Lá cây thường xanh quanh năm, tạo nên một lớp phủ xanh tươi cho cây. Xoài xanh Đài Loan thường có trái lớn, trái đồng đều và có hình dạng là hình bầu dục. Khi trưởng thành, quả có màu xanh sáng đặc trưng, đôi khi lại xuất hiện một chút vàng nhạt ở phần chính. Vỏ thì có màu xanh, lá cây tươi sáng, mịn màng và ít có vết sần. Thịt của trái xoài Đài Loan thì có màu trắng hoặc là màu vàng nhạt, rất giòn và có độ chắc chắn. Thịt trái chua ngọt, dễ chịu, rất thích hợp để ăn tươi hoặc là những món ăn tráng miệng. Vì đây là giống cây dễ trồng cho nên bà con chỉ cần trồng ở môi trường có điều kiện đất cát, đất thịt, đất có độ thoát nước tốt và tỷ lệ dinh dưỡng cao, pH cho cây tầm 5.5 cho đến 7.2 là được. Loại cây này rất ưa ánh sáng nên bà con cần trồng ở điều kiện có ánh sáng trực tiếp từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày, nên tưới nước đều đặn cho cây, đặc biệt là vào mùa khô. Nhưng chú ý bà con đừng tưới nhiều quá để tránh tình trạng cây bị ngập úng và thối rễ. Về phân bón hoang cho cây nên bón phân định kỳ để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Nên sử dụng phân hữu cơ, phân khoáng để cung cấp các yếu tố cần thiết của cây. Nên bón thường xuyên vào mùa xuân hoặc là mùa hè. Tiếp theo, bà con nên cần cắt tỉa những cành khô héo và sâu bệnh để giúp cây thông thoáng hơn cũng như là hứng ánh nắng tốt hơn. Thời gian trồng xoài xanh Đài Loan thường vào tháng 6 đến tháng 8 vào mùa mưa và cây sẽ chín vào mùa hè. Thường thời gian chín sẽ kéo dài từ 3 tháng đến 5 tháng sau khi cây nở hoa. Cây cho ra trái chất lượng rất cao, một trái trung bình tầm khoảng là 1kg đến 1,2kg. Xoài xanh Đài Loan sẽ là loại cây cần thiết cho những ai đang yêu quý và muốn chăm sóc cây trồng, song song đó còn mang về giá trị thiết thực về kinh tế. Hiện tại giống cây này đang được bán tại cửa hàng Xuân Nông. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông.